Hoài Thương xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an. Kính thưa quý vị, thực hư chuyện bác sĩ khoa rút ống thở gây chấn động. Câu chuyện một bác sĩ trẻ quyết định rút ống thở của mẹ mình để cứu sống một sản phụ đã tạo ra tranh cãi lớn về tính chính xác của thông tin, về y đức và về đạo lý con người. Vào tối ngày 7 tháng 8, nhiều tài khoản Facebook từ Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện về một nhân vật được gọi là bác sĩ khoa. Theo câu chuyện được kể, tại một bệnh viện điều trị các ca COVID-19 nặng, nhân vật bác sĩ khoa khi thấy mẹ của mình khó mà qua khỏi nên đã quyết định rút ống thở để chuyển sang cứu một sản phụ cần ống thở cũng đang được cấp cứu gần đó. Câu chuyện ngay lập tức được chia sẻ như một bài học về sự hy sinh của nhân viên y tế tuyến đầu. Và câu chuyện đã được lan truyền. Nhiều tài khoản của người nổi tiếng trên Facebook chia sẻ một câu chuyện giống nhau với những lời bình luận giống nhau về một hành động được cho là của nhân vật bác sĩ khoa hay gọi là bác sĩ Trần Khoa. Facebook của nhà báo Nguyễn Đức Hiền, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trần Khoa là một bác sĩ sản khoa, có cha mẹ là những tình nguyện viên ngành y đã bị mắc COVID-19 do hoạt động trong môi trường tiếp xúc với nhiều người bệnh. Về sau thì cha mẹ của bác sĩ Trần Khoa đều chết do căn bệnh này. Chi tiết kịch tính đáng quan tâm, theo lời kể trên Facebook của bác sĩ Trần Khoa là khi nhận thấy không thể cứu mẹ mình được nữa thì anh đã quyết định chuyển máy thở sang để cứu một sản phụ đang cần. Nhà báo Đức Hiển viết rằng, tôi không biết dùng từ gì để nói về câu chuyện này, khi hôm nay anh là bác sĩ điều trị cho cha mẹ của mình và một sản phụ. Phút giây mà anh rút ống thở khỏi gương mặt của mẹ mình để đưa ngay cho sản phụ đang mang thai chờ được cứu sống. Trần Khoa là một bác sĩ đang chăm sóc cho cả ba bệnh nhân là cha mẹ của mình và người phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh đôi. Ba mẹ của anh cũng là bác sĩ rong đuổi trong tâm dịch cứu dân, rồi bị nhiễm bệnh và trở nặng, rồi cũng vào đúng nơi anh là bác sĩ điều trị. Bác sĩ Trần Khoa đã không vì tình thân mà quên đi lời thề nhưng nghiệt ngã và đau đớn quá đỗi em ơi. Anh nghe mà quặn thắt trong lòng, đồng nghiệp anh viết tiếp, ngọn nến này xin dành để cầu nguyện cho cô và chú. Hôm nay cô và chú mất đi để cho những người trẻ hơn được sống. Chúng tôi, những người đang được sống, nợ ơn anh và hai bác. Bài viết của nhà báo Đức Hiền cùng hình chụp bài viết gốc của nhân vật bác sĩ Trần Khoa ngay lập tức tạo ra một cơn bão cảm xúc ở trên mạng. Nhiều người thán phục hành động này và không ngừng ca ngợi bác sĩ Trần Khoa, đồng thời nêu bật những hy sinh của nhân viên y tế tuyến đầu. Câu chuyện còn trở nên kịch tính hơn khi nhà báo Đức Hiền cho biết, ngay sau đó, bác sĩ Trần Khoa đã chuyển sang mổ cho sản phụ sinh đôi. Câu chuyện lần này có hình ảnh hai em bé vừa chào đời và đoạn chat của các nhân viên y tế nên càng trở nên thuyết phục hơn. Hình ảnh của hai em bé kháo khỉnh cùng những dòng chữ đậm nước mắt và chất chứa cảm xúc tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Ba mẹ em không qua khỏi, nhiều người cần. Bác sĩ Trần Khoa trả lời khi đồng đội nói đừng, còn nước còn tát. Nhưng bác sĩ Trần Khoa đã dứt khoát. Trần Khoa là một bác sĩ sản phụ sau khi ba mẹ của anh qua đời, nhà báo Đức Hiển kể tiếp. Câu chuyện càng trở nên đáng tin hơn khi Giang Kiều, một người làm việc trong các dự án cộng đồng nổi tiếng tại Việt Nam, cho biết cô đã gọi điện cho bác sĩ Trần Khoa. Hoàng Nguyên Vũ, một nhà báo có nhiều người theo dõi trên Facebook viết rằng, bác sĩ Trần Khoa, chúng tôi nợ anh và bố mẹ anh sự sống. Còn nhà báo Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, bình luận dưới bài viết của ông Đức Hiển rằng cảm phục và trân trọng. Và kính thưa quý vị, sao nỡ lòng nào lừa gạt niềm tin? Thông tin không có thật. Thứ nhất, ống nội soi đút vào miệng chứ không phải là vào mũi. Ống nội soi là dụng cụ chỉ dùng một lần, không có chuyện rút từ mũi người này mà đút vào mũi của người khác vì lý do ngăn ngừa nhiễm trùng. Bác sĩ Trần Khoa là bác sĩ thì phải biết những điều cơ bản này. Và thứ hai, hình ảnh hai em bé song sinh bù bẫm trong câu chuyện cổ tích của bác sĩ Trần Khoa là hình ảnh được cắt ra từ ca mổ của bác sĩ Cao Hữu Thịnh vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Và điều thứ ba,
Bác sĩ Trần Khoa nếu là bác sĩ cấp cứu để đặt ống nội khí quản vào miệng chứ không phải là vào mũi thì bác sĩ Khoa sẽ không vào phòng mổ sản phụ được. Đây là chuyên khoa của bác sĩ sản khoa. Còn nếu bác sĩ Trần Khoa là bác sĩ sản khoa thì cũng không nên đặt ống nội khí quản. Còn thứ 4, đó là cuối cùng, bài viết không có tên bệnh viện nào cả. Vì nếu câu chuyện này có thật thì rất nhiều người đã biết và đã xác nhận. Đại dịch Covid-19 để lại đau thương vô bờ bến với nhiều gia đình. Giữa những nỗi đau tột cùng đó, những câu chuyện hy sinh cao đẹp như vì mục sư lớn tuổi ở bên Ý nhường máy thở cho người trẻ hơn. Tôi có viết status tên là Cảm ơn ngoại vào năm ngoái. Làm cho nỗi đau Covid-19 nguôi ngoai, làm cho chúng ta gần hơn và quý trọng cuộc sống này hơn. Nhưng sao lại có những người nỡ lòng nào đi gạt niềm tin vốn đã mong manh trong đại dịch Covid-19 bằng những câu chuyện giả tạo như vậy? Họ không cần phải tạo câu chuyện giả, chỉ cần vào bất kỳ bệnh viện nào theo dõi một ngày của nhân viên y tế và viết một câu chuyện thật. Câu chuyện thật đó cũng sẽ đẹp và thậm chí còn đẹp hơn câu chuyện giả tạo của bác sĩ Trần Khoa. Vì tôi biết rằng các đồng nghiệp của tôi bên Việt Nam ngày đêm hy sinh đã chọn bệnh nhân giữa những người thân đã làm việc kiệt sức lắm rồi. Cái họ cần là sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ thật sự, chứ không cần những câu chuyện giả tạo như thế đâu. Kính thưa quý vị, từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, một người tham gia tuyến đầu chống dịch, viết trên Facebook cá nhân rằng ông rất trân trọng câu chuyện bác sĩ Trần Khoa, nhưng không thể có chuyện sản phụ song thai lại nằm chung phòng hồi sức với người mẹ của bác sĩ được. Dù bất kỳ gì, khi cấp cứu song thai, sản phụ phải nằm phòng mổ và ở tất cả đất nước Việt Nam này có phòng mổ nào thiếu oxy đâu mà phải để sản phụ giành lấy oxy của người mẹ bác sĩ. Ông viết tiếp. Ông còn cho rằng không thể có chuyện bác sĩ sản khoa lại đi theo dõi điều trị bệnh nhân, đó là mẹ của bác sĩ đang thở máy. Như vậy thì bệnh nhân không chết mới lạ. Cuối cùng thì ông kêu gọi những người nổi tiếng trên mạng hãy bớt chia sẻ để lấy nước mắt của đồng loại khi mà hàng ngày cũng biết bao nước mắt đang chảy ở mỗi gia đình. Theo bác sĩ Tuấn, các nhân viên y tế không cần vinh danh bằng những câu chuyện hư cấu như thế. Câu chuyện bác sĩ Trần Khoa tiếp tục bị vạch trần bởi nhiều người khác. Thông qua người đại diện, bác sĩ Cao Hữu Thịnh, người từng công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng hình ảnh hai em bé song sinh là của ông nhưng lại được gán ghép vào một câu chuyện của bác sĩ Trần Khoa. Theo trợ lý của bác sĩ Thịnh, hình ảnh trẻ sơ sinh nêu trên được các đồng nghiệp chụp sau ca mổ do bác sĩ Thịnh thực hiện tại Bệnh viện An Sinh thời gian gần đây. Đây là hành vi lừa đảo, việc sử dụng hình ảnh không xin phép vào mục đích như trên là phạm pháp. Trong lúc dịch bệnh khó khăn, lực lượng y bác sĩ và ngành y tế đang rất là vất vả để chống dịch, không thể chấp nhận được hành vi lừa đảo nêu trên. Đề nghị các cơ quan chức năng xác minh xử lý nghiêm vụ việc này, đại diện bác sĩ Thịnh nói. Hàng loạt bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đội ngũ nhân sự của họ không có bác sĩ Trần Khoa. Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai vào ngày 8 tháng 8 cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ rút ống thở của người thân để cứu một sản phụ song thai lan truyền trên mạng. Bà Mai nói rằng hiện chúng tôi đang phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh các vấn đề liên quan đến nội dung thông tin đăng tải và nhân thân của bác sĩ này. Vào đầu buổi sáng ngày 8 tháng 8, khi các thông tin ngược chiều bắt đầu được tung ra, nhiều người từng đăng bài viết về bác sĩ Trần Khoa đã lên tiếng xin lỗi. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết, sau khi nhờ anh em trong tòa soạn xác minh đến tận 2 giờ sáng, thì kết quả xác minh không đủ để tôi tin những cảm xúc mình đã chia sẻ là dựa trên sự kiện hoàn toàn có thật. Thậm chí, nhiều anh chị cũng chỉ ra những hình ảnh sai trên là tấm ảnh được cho là của hai em bé song sinh và hàng loạt điểm phi lý về quy trình, nghiệp vụ ngành y. Tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc đi trước. Trong khi đó, thì một số khác thì cho rằng đây có thể là sự phóng đại dựa trên một vài phần trăm sự thật. Tuy nhiên, nhiều người bình luận dù là có nhiều chi tiết thật, thì việc hư cấu một phần câu chuyện cũng là hành vi sai trái. Vì giả sử có chút gì thật phần nào thì một nửa sự thật không phải là sự thật, như là nhà báo Hoàng Nguyên Vũ viết trong lời xin lỗi của ông ta.
câu chuyện đáng lên án. Khía cạnh đạo lý của câu chuyện cũng được đưa ra tranh luận, trong khi nhiều người cảm phục về hành động cứu người của nhân vật bác sĩ Trần Khoa, thì không ít người cho rằng đó là chuyện đáng lên án. Bên cạnh đó thì có ông Tạ Quang Đông, một người làm nghề phiên dịch nổi tiếng. Ông viết trên diễn đàn rằng, đau lòng giá trị đạo đức bị đảo lộn, cộng đồng mạng vẫn ngây thơ quá. Buồn nhất là họ cảm động vì một kẻ đại nghịch vô đạo giết bố mẹ của mình. Ngay sáng mồng 1 tháng Vu Lan, càng buồn. Họ thật tâm muốn điều tốt nhưng lại theo giá trị đạo đức lộn thùng phèo. Hãy tỉnh lại và hãy suy xét kỹ trước những tin giật gần như vậy. Vừa dối trá vừa phản đạo đức. Nghe nói có cả nhà báo cũng chia sẻ. Những người đó cần xin lỗi. Người làm báo không được tạo cổ xí chia sẻ tin giả. Đó là điều căn bản của đạo đức báo chí. Còn trên trang Facebook cá nhân, một người tên là Trần Hồng Tiệm bình luận. Lập luận trong cổ học tinh hoa rất đơn giản. Người thân của mình là những người mình yêu quý nhất. Hy sinh người thân của mình để cứu người khác. Tưởng như là một điều gì đó hy sinh rất đại nghĩa, nhưng thật ra chỉ là tấm màn che đầy sự giả dối, ích kỷ và tham vọng mà thôi. Vì người thân của mình đã không yêu thương được thì làm sao yêu thương người khác được. Những chuyện kiểu như thế được tái hiện trong văn chương chống Mỹ một thời, các bà mẹ cộng sản sẵn sàng bóp chết con của mình để cứu đồng chí đồng đội. Ông viết tiếp, Thiên Chúa Giáo cho rằng mọi sinh mệnh đều trân quý, không ai có quyền tước bỏ sinh mệnh kể cả của mình, nhân danh bất kỳ điều gì. Vấn đề khủng nhất về nhân cách và phẩm giá con người là có người cho mình có quyền quyết định sinh mệnh của người khác nhân danh một điều gì đó. Nó khủng khiếp và tai hại hơn nào tưởng như nhân đạo đem lại. Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, chính quyền Việt Nam đã triển khai nhiều chiến dịch truyền thông về sự hy sinh của các nhân viên y tế và lực lượng chống dịch ở tuyến đầu. Nhiều câu chuyện được chia sẻ đã tạo nên sự đồng lòng rộng rãi của người dân và về các vấn đề như là giãn cách xã hội, rửa tay, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, câu chuyện này đang đi theo quỹ đạo khó kiểm soát, tạo ra hiệu ứng ngược mà có lẽ chính quyền không mong muốn. Và kính thưa quý vị, rút ống thở dưới khía cạnh pháp lý. Euthanasia, cái chết êm dịu, là thuật ngữ y khoa sử dụng trong trường hợp bác sĩ giúp cho bệnh nhân được chết nhẹ nhàng, thoát khỏi những cơn đau đớn, vật vã do bệnh nan y hoặc là rơi vào tình trạng vô vọng, vô phương cứu chữa. Hiện nay trên thế giới thì châu Âu đã có nơi, có nhiều quốc gia chấp nhận giải pháp cái chết êm dịu nhất để miễn trừ trách nhiệm cho bác sĩ khi họ giúp bệnh nhân chết, như là Thụy Sĩ, Pháp, Thụy Điển, Anh, Áo, Đức, Na Uy và Đan Mạch. Mỗi quốc gia có những quyết định khác biệt nhau về cách áp dụng giải pháp này. Thế nhưng cũng tại châu Âu, nơi được xem là cởi mở nhất cho giải pháp cái chết êm dịu, thì vẫn còn nhiều quốc gia khác cấm triệt để giải pháp này như là Ý, Romania, Ba Lan và Ireland v.v. Theo đó, cái chết êm ái còn bị coi là hành vi giết người, hình phạt có thể lên đến 15 tù giam. Phần còn lại của thế giới đều chưa chấp nhận việc hợp pháp hóa cho giải pháp cái chết êm dịu. Quan điểm chung hiện nay, sự sống hay là cái chết là do bàn tay của tạo hóa, con người không có quyền thay mặt tạo hóa để tước đoạt đi sự sống của người khác, kể cả vận dụng cái chết êm dịu như là một giải pháp nhân đạo. Y khoa Việt Nam thuộc về phần còn lại của thế giới chưa chấp nhận cái chết êm dịu là một giải pháp nhân đạo cần hợp thức hóa. Thế nên, trong ngành y Việt Nam hiện nay, luật pháp không cho phép sự tồn tại của câu chuyện rút ống thở của người này để giúp cho người kia, mà việc rút ống thở đồng nghĩa với việc gây nên cái chết của bệnh nhân. Trừ khi, người bị rút ống thở không còn cần đến nó nữa do đã chết hoặc là sức khỏe đã hồi phục đến mức không cần ống thở nữa. Và câu chuyện của bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của người mẹ mình khiến cho bà phải chết sau đó, để nhường ống thở cho sản phụ song thai nếu có, chỉ là câu chuyện vụ án. Mà hậu quả pháp lý có thể biết trước một cách khá rõ ràng. Vì bác sĩ Trần Khoa, ngôi sao vụt sáng của cộng đồng mạng sẽ sớm trở thành bị can, bị khởi tố hình sự với tội danh giết người. Bài viết kể về câu chuyện của chính ông trên Facebook sẽ có giá trị là lời nhận tội, một trong các chứng cứ ban đầu để giúp cho cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố ông. Giết người là một tội danh hình sự nghiêm trọng, có hình phạt rất nặng, mức cao nhất có thể lên đến chung thân hay là tử hình.
Cho nên, bên cạnh việc khởi tố ông, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ cân nhắc đến khả năng tạm giam trong quá trình điều tra. Tuy vậy, việc ông nhường ống thở cho sản phụ song thai nếu được đánh giá là có kết quả tích cực, mang lại sự hồi sinh cho ba nhân mạng gồm sản phụ và hai trẻ sơ sinh, thì điều đó chắc chắn là tình tiết giảm khinh, giúp giảm nhẹ một phần hình phạt. Sự đánh giá dĩ nhiên do một hội đồng giám định y khoa được trưng cầu kết luận. Với tôi, giá như biết từ đầu là hư cấu, thì đấy vẫn là một câu chuyện nhân ái sâu sắc về việc nhường ống thở của chính mẹ mình để mang lại sự hồi sinh cho ba người khác. Rõ ràng, tác giả đã rất biết khai thác tình tiết câu chuyện khi sáng tạo chi tiết đứng trước sự lựa chọn quá nghiệt ngã giữa một bên, tuy chỉ là sự sống mong manh và vô vọng, nhưng lại là mẹ ruột máu mủ tình thâm. Và bên kia, tuy chỉ là người dưng nước lá, nhưng là đến ba sinh mạng. Quyết định của một vị bác sĩ là sự lựa chọn vĩ đại, tỉnh táo nhưng đầy nhân ái. Cho nên, thật dễ hiểu khi câu chuyện dễ đi vào lòng người, khiến cho công chúng rúng động nhân tâm mà quên đi những tiểu tiết vô lý trong câu chuyện đó. Bác sĩ Trần Khoa đã sớm đóng Facebook để trở thành một nhân vật giả tưởng khó truy tầm. Và có lẽ cũng không cần truy tầm nữa khi câu chuyện đã bị cơ quan chức năng xác định là hư cấu. Không phải là câu chuyện có thật thì cũng không còn cơ sở để trở thành vụ án thật nữa. Câu chuyện thì giả, nhưng xem ra hai nhà báo chủ động tiếp tay giúp lan truyền câu chuyện giả để mua nước mắt của công chúng. Và tệ hơn, phá nát lòng tin của công chúng vào câu chuyện nhân ái thì lại rất thật. Và danh tính của hai nhà báo cũng rất thật, chức vụ và cơ quan của họ cũng rất thật. Công chúng chia sẻ hoang tin thì bị phạt, vậy nhà báo thì sao? Và là cán bộ nhà nước, thậm chí là phó tổng biên tập một tờ báo chuyên ngành pháp luật thì sao? Tôi nghĩ cơ quan chức năng sẽ không để trống những câu hỏi ấy quá lâu. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.